A Di Đà Phật. Tu là cõi phúc, biển khổ si mê hồi đầu thị ngạn. Một kiếp không tu muôn kiếp khổ, một đời không ngộ vạn đời trầm. Sống thuần chay dưỡng sinh, không sát sanh ăn thịt muôn loài, không sát sanh hại vật. Sống thanh thản an lạc hạnh phúc, sống khỏe sống vui ngay bây giờ và tại đây. Ăn chay niệm Phật mỗi ngày, lòng thanh thản xua tan sầu lo bớt ưu phiền. Sát sanh ăn thịt mỗi ngày, lòng chịu nặng nghiệp chướng sâu dày càng nặng thêm. Nếu không có người ăn thịt sẽ không có kẻ giết. Trong dưỡng sinh thì dưỡng tâm là cao nhất. Chỉ cần chúng ta có được tâm thanh tịnh thì chắc chắn mọi thứ sẽ tốt. Nhưng tất nhiên chúng ta cũng phải biết cách ăn chay cho đúng để có sức khỏe. Còn nếu chúng ta ăn chay một cách mê tín thì chắc chắn sẽ hại sức khỏe. Ăn những món mà cà măng nấm giá hay là tương trao nhiều, với lại gạo trắng lâu hay là dùng đường bột ngọt, đường cát trắng, đường tinh luyện nhiều như là bột ngọt chắc chắn là sẽ hại. Nên nhiều người ăn chay cũng bị bệnh ung thư, tiểu đường là do lối ăn uống sai, lối tu sai. Nếu chúng ta ăn chay mà chúng ta còn tham ăn ngon ăn nhiều thì chắc chắn sẽ có hại. Chúng ta ăn chay nhưng mà chay là phải thêm tịnh. Ăn chay nhưng tâm phải tịnh. Chúng ta phải xem nhẹ cái ăn lại. Chúng ta ăn ngay kỹ. Đừng có ăn nhanh ăn vội. Nên nếu chúng ta ăn uống thuần chay được theo phương pháp dưỡng sinh là tốt nhất. Những đồ giả mặn cũng rất là độc hại, không nên dùng. Nó chứa rất nhiều hóa chất, chất tạo hương, tạo mùi, vân vân. Hay là trứng, sữa cũng không nên dùng. Chúng ta thuần chay là tốt nhất. Con người chúng ta vốn phù hợp để ăn uống thuần chay chứ không có phù hợp để dùng những sản phẩm từ động vật. Nói chung chúng ta cứ sống đúng theo lời Phật dạy là cái gì cũng tốt. Mọi thứ đều sẽ tốt. Chúng ta tu hành thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống tốt nhất. Chứ nếu chúng ta không có hiểu đạo, chúng ta giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống này bằng tâm đời thì sẽ chỉ càng tạo thêm nhiều vấn đề rắc rối hơn thôi. Không giải quyết gì hết là cách giải quyết tốt nhất. Nên nếu chúng ta đạt được tâm thanh tịnh rồi thì mọi thứ sẽ tốt. Mà tất nhiên nếu chúng ta muốn đạt được tâm thanh tịnh thì chúng ta phải lấy giới làm thầy. Phải sống theo lời Phật dạy. Không sát sanh mà phải ăn chay, không gian tham trộm cắp mà phải bố thí, không tà dâm mà phải tiết dục, không vọng ngữ, không nói dối nói lời thô ác. Chuyện không nói có, chuyện có nói không, đặt điều. Tự ca ngợi bản thân rồi phê phán chỉ trích người khác nhiều, mà phải nói lời ngay thẳng chân thật dịu dàng, rồi không rượu bia cà phê thuốc lá cờ bạc ma túy vân vân, mà phải quán cuộc đời là vô thường vô ngã khổ đau để mà chúng ta tinh tấn hơn trên con đường tu hành giác ngộ giải thoát. Chư ác mặc tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo, không làm các việc ác làm tất cả việc lành. Giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, niềm vui, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống hiện tiền ở cõi trần gian này và sớm ngày giác ngộ thoát khỏi sông mê quay về bờ giác. Nam mô A Di Đà Phật. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả pháp giới và chúng sanh. Hết thảy ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề hết một báo thân này, đều đồng sanh cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đoạn trừ tất cả phiền não, nguyện tu tất cả pháp thiện, nguyện độ tất cả chúng sanh. A Di Đà Phật.